Người đàn ông này tên là Lưu Zion, anh ta bị bắt vì tội ngông cuồng, bắn súng nơi công cộng. Trước khi bị bắt còn không quên dặn bạn mình, nhớ chờ tao nhé, khi nào thâu tóm hết địa bàn phía Bắc, tao sẽ quay lại tìm mày. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chả mấy chốc đã hết 3 năm. Lúc này Lưu Zion ra tù, lập một băng đảng riêng để lấy lại địa bàn làm ăn. Hai người này đều là đàn em của Lưu Zion. Anh tóc bạc mọi người thường gọi là Psycho, anh tóc dai đèn tên Biao. Psycho cậy mình có tiền thì có quyền, kiêu ngạo ném cho anh chàng tên Chao đang trông xe vài tờ tiền. Trông xe anh cho tốt, không thì anh cho mày không còn chân để mà đi. Psycho và Biao đến để gặp đại ca Chun, muốn ông ta theo Lưu Zion kinh doanh mai thúy. Nhưng Chun theo phía xã hội đen truyền thống, không muốn giàu nên một cách quá nhanh chóng. Miệng còn khinh bỉ, bán thuốc là công việc cho những thằng vô dụng. Anh mày to khỏe thế này, lại cần phải làm việc đấy à? Cảm thấy không dụ dỗ được đại ca Chun, Biao vung dao cho ông ta bay màu luôn bằng ngón tay. Sau đó dẫn hắn lên gặp Lưu Zion. Lưu Zion alo cho James. Này người anh em, nhận ra tôi không? Tôi đã comeback rồi đây. Và đã lấy lại cho anh miếng đất 3 năm trước anh thâu thóm không thành rồi đấy. Cúp máy, anh liền ra lệnh đám thuộc hạ cho đại ca Chun tiếp đất theo đường chim bay, từ sân thượng ném xuống dưới. Lưu Zion tỏ vẻ trai lạnh lùng, tuyên bố với thế giới, anh đã quay trở về rồi đây. Ngày hôm sau đám tang cho đại ca Chun được tổ chức. Lưu Zion dẫn đàn em tới viếng, James và đại ca của hắn cũng tới. Đại ca của James đã lớn tuổi sắp bầu bạn với Diêm Vương, nên rất ít khi xuất hiện, chỉ có sự kiện lớn mới ra mặt. Sau khi thắp khói xong thắp hương xong thì hai người bạn gặp nhau, nối lại tình xưa. James vốn là bạn thân của Lưu Zion và cũng từng là ông trùm lớn ở vùng Đài Bắc. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ James hiền lành, nhưng khi bắt đầu làm nhiệm vụ, sắc mặt của James lạnh như mặt tiền, không chút biến sắc. Lưu Zion dẫn James đến nhà xưởng của mình và nói: "Container hàng này tôi đã lo xong mọi thủ tục hải quan, nó có giá 800 củ khoai. Toàn bộ đều là hàng chất lượng, anh bạn thương tình, cho tôi mượn đất của anh, chúng ta cùng làm ăn thì chẳng mấy chốc giàu nứt vách đổ tường." Nhưng James cũng giống những xã hội đen đời đầu, không muốn vận chuyển hàng cấm, nên đã từ chối khéo: "Tôi chỉ biết đánh đánh đấm đấm, chứ những việc này tôi không giỏi." Lưu Zion vẫn rất vui vẻ: "Không sao, chúng ta sẽ nói vấn đề này sau." Mọi người đi hết thì thuộc hạ của James là Chao, hắn nhìn những thùng hàng này, thấy mối làm ăn ngon nên muốn lén lút hợp tác. Quả nhiên hôm sau, Chao nhờ Psycho đưa đến tìm Lưu Zion. "Đại ca, em Camphor John Đài Bắc, là đàn em của anh James. Em đến đây vì những món hàng đặc biệt của anh." Lưu Zion muốn dựa vào Chao để bắt James thỏa thuận hợp tác chung, nên Chao đã bị Psycho đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau đó anh bị đưa đến tiệm câu tôm. Trong lúc chờ James và thuộc hạ tới, Psycho cầm vật vớt tôm, thấy anh ta không vớt được con nào, bà chủ tốt bụng đổ thêm cả một xô vào để anh ta vớt. Nhưng chưa vớt được con nào thì James và đàn em tới. Lưu Zion nói với James: "Thuộc hạ của anh lén lút muốn kinh doanh mai thúy với tôi, nhưng tôi biết anh không muốn để đàn em dây dưa vào cái này, nên đã dạy dỗ anh ta giúp anh rồi. Anh động não suy nghĩ xem, nếu anh nắm quyền khu phố Bắc, anh em của anh đi phân phối hàng, lúc đó không phải anh đứng trên núi tiền hay sao?" Đối mặt với lời mời gọi lần thứ hai, James cười rồi từ chối, sau đó anh dẫn Chao rời đi. Nhưng đối phương chặn họ lại, cảm thấy nói bằng miệng không được, anh em lao vào đánh nhau gây ra cuộc xung đột lớn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Psycho nói: "Tao đi lấy súng." Chao để bảo vệ anh chủ James nên đã hứng chọn một phát đạn của Psycho, sau đó bị đạp xuống hồ. Chao chết khiến anh em tức giận như dầu sôi lửa bỏng, lập tức trở về băng đảng lấy đồ đi trả thù. Đang chuẩn bị đi thì lão đại Aro bắt anh em ở nhà chơi lô tô, không được đi trả thù, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Nhưng cục tức này James không thể nuốt trôi, liền bảo đàn em cánh tay phải là Zen đi trả thù thay mình. Zen lập tức nhận lệnh và rủ thêm 3 người anh em nữa song tâm hợp lực. Trước khi đi còn đến nhìn hũ cho cốt của Chao và hứa nhất định sẽ trả thù thành công. Biết Psycho là tên ăn chơi chắc chắn sẽ đến quán bar, nên anh em ngồi chờ sẵn như ôm cây đợi thỏ trước cửa. Quả nhiên một lúc sau, Psycho cùng đàn em bước vào trong quán bar. Zen và anh em chờ ở ngoài. Đúng là lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Sau khi chơi xong trời đổ mưa, bốn anh em xông ra từ bốn hướng tấn công Psycho và đồng bọn. Mặc dù đang phê cần, nhưng đứng trước sự sống và cái chết, Psycho vẫn cảm nhận được nguy hiểm liền ra xe lấy súng. Chưa kịp nổ súng đã bị Zen chặt đứt bàn tay năm ngón. Nghĩ tới hắn chính là người hại chết anh em của mình, anh béo chớp cơ hội liên tục đâm hắn khiến hắn chết tại chỗ, chấm dứt cuộc đời ngông cuồng. Xong việc, bốn anh em tới quán ăn đêm chờ đại ca tới. Bề ngoài đại ca khó tính trách đàn em không nghe lời mình, tự ý hành động. Nhưng thực chất James cảm thấy rất vui vì anh em đã thay mình trả thù. Lưu Zion kiếm tiền chính từ việc buôn ma túy, nên đàn em của hắn cũng toàn là những người có máu mặt, sẵn sàng đổ máu khi có lệnh của đại ca. Người đàn ông này tên là Giang, tối nay hắn nhận được lệnh dẫn đàn em đến đập phá địa bàn của James để trả thù cho Psycho. James cũng chẳng ngán ngẩm bố con thằng nào, dẫn đàn em đến địa bàn Lưu Zion quậy banh nóc. Hai bên tập trung toàn bộ lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu. Bên phía Lưu Zion do Giang cầm đầu, cánh tay buộc khăn đỏ để tránh gặp ông đập người ông. James chính là sói đầu đàn của băng đảng phía Bắc. Anh béo đòi đi lên đổ máu cùng anh em, nhưng James bảo anh ở lại hỗ trợ. Lưu Zion vô tình nhìn thấy tình cảnh này. Rất nhanh chóng hai bên đã lao vào hỗn chiến với nhau. Phải nói thật đây đúng là cảnh hỗn chiến của băng đảng xã hội đen mà rất lâu rồi chưa thấy đạo diễn nào cho xảy ra. Sau cuộc chiến đẫm máu,
các anh được đưa tới đồn uống nước chè. Còn anh Béo thì bị Biao bắt lại, bị treo lơ lửng đầu cắm xuống đất, toàn thân bị đánh đập nhưng lại mang tinh thần thép, dọa sẽ giết chết Biao. Thằng này cũng chả phải dạng vừa, ngay lập tức cho người thiêu sống anh Béo. Sáng hôm sau, xác anh Béo bị vứt ở trước cửa văn phòng của James. Nhìn thấy người anh em của mình bị chúng giết, cơn phẫn nộ tới đỉnh điểm, James tìm đến James xin cho mình được đi trả thù cho hai người anh em của mình. Nhưng James từ chối vì lão đại không cho phép tự ý hành động. Cảnh sát đã bắt đầu tham gia vụ án. Một người bạn của Lưu Gia Hình khuyên anh nên giải quyết sớm, nếu không trước sau gì cũng bị dính dáng đến pháp luật. James lúc này dẫn đàn em tới bốc quẻ. Theo luật, mỗi khi làm chuyện quan trọng đều phải đi bốc quẻ để tìm ra người được chọn. Lần này Tống Bảo là người được chọn. Ngay sau đó anh cùng đồng đội Phạm Soái đến tìm Lưu Gia Hình. Thấy hắn đi vào nhà hàng, Tống Bảo dặn Phạm Soái chờ đợi rồi đi thẳng vào nhà hàng. Phạm Soái trong xe thấp thỏm thấy đèn trong nhà hàng tắt, anh vội gọi cho đại ca để hỏi thì chạm mặt ngay với Lưu Gia Hình. Thấy tình hình không ổn, Phạm Soái rút súng ra gạ gục được hai tên thuộc hạ của Lưu Gia Hình, nhưng bị khẩu AK của Biao bắn trả. Thừa súng thiếu chết, anh chỉ có thể lên xe và bỏ chạy. Ám sát thất bại, để bảo vệ tính mạng, Phạm Soái thu xếp hành lý tạm biệt vợ con, anh được Gen thu xếp lên thuyền rời đi. Sau khi thu xếp xong, Tống Bảo gọi điện tới. Gen A cay con chim cú vì tưởng Tống Bảo đã chết, nhưng hóa ra sau khi vào khách sạn, Tống Bảo to xác như nhát gan không dám ra tay nên bỏ trốn qua cửa sau. Sự việc đã xa tầm với, lão đại kêu phải ra mặt. Ông ta sắp xếp một cuộc gặp mặt để hòa giải. Rất nhiều đại ca máu mặt như cảnh sát, thượng nghị sĩ, các lão đại băng đảng khác cũng tới và Lưu Gia Hình cũng không ngoại lệ, vì mục đích chính là hòa giải cho Lưu Gia Hình và James. Lão đại kêu vừa mở miệng được hai câu đã bị Lưu Gia Hình đứng dậy cướp lời. Lão đại, tôi rất biết ơn đã tổ chức buổi họp mặt này, nhưng đàn em của ngài liên tục cắn tôi sau lưng, sự việc đã xa tầm với rồi. Sau những lời nói ấy thì cuộc hòa giải thất bại. Lão đại về nhà nói chuyện với Gen, lão đại khuyên Gen không thể giải quyết bằng bạo lực được. Nhưng cái chết của đồng đội khiến Gen không thể chịu đựng được nên đã cãi nhau với lão đại, khiến bệnh tim của ông tái phát. Gen vội vã tìm thuốc cho lão đại, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh Gen cùng với lão đại, anh đột nhiên sững lại. Không có thuốc kịp thời, lão đại đã xuống buôn chuyện với Diêm Vương. Gen dập đầu trước mặt lão đại ba cái. Vợ và trợ lý trở về liền lập tức alo cho bệnh viện nhưng đã quá muộn màng. Gen trở về nhìn vẻ mặt hối lỗi của Gen và thấy lọ thuốc trên bàn, lập tức hiểu ngay là Gen đã cố tình không muốn cứu. Đó là lão đại của tao, tại sao mày không cứu? Đám tang nhanh chóng được tổ chức, James vẫn còn giận Gen vì không cứu lão đại nên không để cậu ta đưa về. Về tới nhà, hai người đều nhận được thư của Phạm Soái, anh ấy ở nước ngoài suốt ngày chỉ có say xỉn, không có việc gì làm. Nhớ mọi người nhưng không biết bao giờ mới được về, tư tưởng không thông nên Phạm Soái quyết định nhảy lầu tự tử, chỉ có như vậy anh mới có thể về bên vợ con. Cầm vũ cho cốt trong tay, ai cũng đau lòng. Tống Bảo hối hận chỉ vì sự yếu đuối của anh mà khiến Phạm Soái phải ra đi. Cú sốc này đã khiến James thức tỉnh, anh không muốn mất đi bất cứ người em nào nữa, nên đã lập tức liên hệ với Lưu Gia Hình hẹn gặp nhau. Biết rằng mọi thứ không thể thuận lợi, anh chào thân ái hai mẹ con, sau đó chuẩn bị súng đạn tới xưởng của Lưu Gia Hình. Anh đặt súng xuống cùng ăn bữa cơm với nhau, những món ăn quen thuộc thời còn cửa chuồng ăn với nhau. Vừa ăn vừa tâm sự, Lưu Gia Hình tỏ vẻ ghen tị với James. Anh chả phải bỏ ra xu nào, vẫn có cả đống đàn em đi theo. Tôi phải bỏ ra cả núi tiền nhưng vẫn chẳng có ai trung thành ở bên. James định cầm súng ra tay nhưng người của Lưu Gia Hình lập tức dí súng vào đầu anh. Đối tác của Lưu Gia Hình muốn gặp nên hai người họ đi trước. Thì ra đối tác muốn dừng hợp tác nhưng Lưu Gia Hình nói từ trước tới nay mọi thứ là do tôi quyết định. Vừa nói xong, Miao dí súng vào người đối tác. Anh định bắn tao à? Đây là kết quả của việc phản bội tao. Nói xong, Lưu Gia Hình ra lệnh cho Miao nổ súng. Trở lại với bên xưởng, James sắp bị xử lý nhưng ngay lúc này Gen dẫn đồng bọn tới, hai bên lại lao vào đấu đá nhau. Thương vong khốc liệt hơn so với trận trên phố nhiều lần. Tống Bảo bị trúng đạn ở chân, bên phía Lưu Gia Hình toàn là khẩu AK, hỏa lực mạnh, người đông họ liên tục tấn công anh em của James. Nhưng anh em của James chưa từng ngán ngẩm một con thằng nào, họ cũng trả đòn, tới khi hết đạn thì cũng là lúc cuộc chiến kết thúc. Giang trúng đạn thấp thỏm chút hơi thở cuối cùng. Tống Bảo và Gen cũng trúng đạn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Tới phút cuối cùng, chúng ta chứng kiến một pha quay xe khi Lưu Gia Hình chết dưới súng của Biao. Lưu Gia Hình có hai đàn em vô cùng thân thuộc, Psycho vì tiễn trao xuống gặp Diêm Vương nên bị mất tay và tạm biệt thế giới. Còn Biao là cánh tay phải đắc lực, lo toan mọi việc từ A đến Z. Nhưng lý do vì sao Biao lại bắn ông chủ của mình thì anh em tự suy luận nhé. Tóm lại, Lưu Gia Hình mất cả chi lẫn trải, dùng tiền mua chuộc đàn em làm việc cho nhưng vẫn bị phản bội khiến bản thân bỏ mạng, thêm đó mất luôn người anh em từ thở ấu thơ. Sau cuộc chiến đẫm máu, James cũng mất những người anh em và sinh ra tử, mất luôn lão đại người chỉ đường dẫn lối. Nhưng bù lại, anh luôn được anh em kính trọng và hơn cả đã trả lại bình yên cho khu phố Bắc. Bộ phim đến đây là hết, anh em thấy hay nhớ cho mình xin một lượt like, comment và một lượt subscribe để mình làm những bộ phim hay hơn nhé. Bạn muốn mình review phim nào nhớ comment phía dưới để mình làm nhé.